Đợi người như một dòng sông đổ ra biển cả, con nước trôi theo dòng. Qua bao thác gần, rồi đây con nước về đâu? Là người sống phải thẳng ngay, đừng gieo nên tội, biết trách ai, trách ai sau này? Trách chính thân mình, vì sao gieo nỗi sâu nữa. Hôm mày ăn bận cái kiểu gì kỳ vậy? Hai không nhận ra em hả? Em là Thảo mà. Không phải, không phải. Mà làm cái gì ở đây? Má dẫn nó về đây đúng không? Má dẫn nó về đây làm cái gì? Trang, nó là em của con mà. Sao con đối xử tệ với em nó vậy? Nó không phải là em của tôi. Tôi với nó không máu mủ ruột ra gì hết. Cho dù là vậy, nhưng hai đứa vẫn cùng nhau lớn lên chung một mái nhà. Sao con có thể hại chết em con vậy Trang? Lúc còn sống thì má luôn binh vực nó. Bây giờ má chết rồi má vẫn không thay đổi. Con mới là con của má nè. Đám giỗ của má mỗi năm con làm nè. Trả lại công bằng cho em nó đi Trang. Nghe lời má đi. Tôi làm gì mà má bắt tôi phải trả lại công bằng cho nó? Con giết nó, con bỏ mất nấm ruột của nó. Ác nhân lắm con ơi. Má có bằng chứng gì không? Hả? Hai, hai ơi, cho em ẵm con của em đi hai. Em còn chưa kịp ẵm nó nữa đó. Con gái của em đâu rồi hai? Con gái em mà hai. Trả con cho em đi hai. Tao không biết. Mày đừng có hỏi tao. Đi đi. Con gái của em đâu hai? Mày đi đi. Hai ơi, trả con gái của em đi hai. Các người muốn làm gì? Đi đi. Con gái của em đâu? Tôi không sợ các người đâu. Đi. Trả con gái lại cho em đi hai. Đi đi. Trả con em đi hai. Trả con cho em đi hai. Đi đi. Hai.
là con là chị? Chị sao vậy? Được chuyện là con hả? Dạ. Chị ơi, chị tỉnh chưa vậy? Đi qua đây ngồi đi chị. Gì? Uống miếng nước đi chị. Dì chim bao thấy cái gì mà dì la ghê vậy chị? Dì cũng không nhớ nữa. Gì? Dì chim bao thấy người ta đòi mạng gì hay sao mà nét mặt của dì kinh hoàng dữ vậy chị? Mạng gì mà đòi? Dì đã nói là dì quên rồi mà. Dạ, mà làm gì mà dì giận dữ vậy? Hả dì? Đây con quạt cho dì mát nha. Tiến nè. Dạ. Sao con hứa với dì là sau một tuần má con nhỏ đó sẽ tự cuốn gói đi. Vậy mà tới hôm nay đã bao nhiêu ngày rồi hả con? Sao con không chịu làm gì hết vậy? Dì nói thiệt, từ ngày có bà già mặt quỷ đó ở trong nhà là ngày nào dì cũng chiêm bao thấy toàn là ma với quỷ thôi. Bản mặt của bà ám gì rồi? Con còn không đuổi bà đi là dì chết đó. Đâu phải con không làm gì đâu dì. Con làm đủ mọi cách rồi. Sỉ nhục nó nè, kiếm chuyện với nó, gây khó dễ cho nó nữa. Thậm chí con còn nói ba con đủ má con nó đi nữa kìa. Nhưng mà thất bại hết rồi dì ơi. Dì biểu con phải làm gì giờ? Vậy con tiếp tục gây sự với nó đi. Con tiếp tục đánh đập nó. Hay là con cưỡng hiếp nó đi. Vậy sao dì xúi con làm chuyện đòi bại đó vậy? Thì dì chỉ nói cho hả dạ thôi. Mặc dù con rất là ghét nó, nhưng mà con không thể nào đánh con gái được. Với lại con không thể nào làm cái chuyện như dì xúi được đâu. Vậy thì mỗi ngày con đều kiếm chuyện, đều mắng mỏ, sỉ nhục nó. Nó chịu không nổi, nó cũng đi à. Xin lỗi dì, bây giờ cả tới chuyện đó con cũng không làm được nữa đâu. Tại sao? Giỏi. Đây. Con đẹp trai. Con đẹp trai. Giỏi quá. Con đẹp trai. Con đẹp trai. Sao em không dạy nó nói là em Tí đẹp trai? Thì em chưa đẹp trai. Chừng nào em lớn bằng anh á, đẹp bằng anh rồi em dạy nó. Tao đẹp trai, tao đẹp trai. Bích ơi. Dạ. Lấy giùm má cái rổ. Nè má. Ôi. Má bị sao vậy má? Má không có sao hết. Má lỡ tay đụng trúng. Má đụng cái gì? Hôm qua má nấu cơm, má sơ ý đụng trúng cái nồi cơm nóng á. Má đừng có gạt con. Vết bỏng này đâu phải là má sơ ý đâu. Là ai làm vậy má? Không có ai hết á, má tự làm mà. Để con lấy thuốc bôi cho má. Trời đất ơi, Tiến ơi là Tiến. Khi không sao con lại hứa cái chuyện là không ăn hiếp nó nữa là sao? Nhưng mà thôi đi. Quan trọng gì cái lời hứa. Con là cậu chủ, con muốn làm gì thì làm. Nó dám bắt bẻ con sao? Con cũng có sĩ diện riêng của con mà gì. Thôi thì kệ nó đi. Chị không muốn thấy mặt bà đó nữa. Chị kêu bà tránh xa gì đó. Con nhất định giữ lời hứa với con nhỏ đó đúng không? Phải chịu thôi. Ai kêu con hứa với nó làm chi? Không sao. Vì có cách. Cách gì? Dì nhận ra một điều,
Cả hai má con nó đều rất cứng đầu, lì lợm, và đặc biệt rất thương nhau. Cho dù bị hành hạ cỡ nào cũng không muốn người kia đau lòng. Cho nên dì đã nghĩ ra một cách. Bây giờ con cứ giữ tròn lời hứa của con, con không ức hiếp nó. Nhưng con chuyển qua ức hiếp má nó. Còn dì, dì sẽ hành hạ con nhỏ đó trước mặt má nó. Làm như vậy, dì tin rằng má con nó sẽ còn đau khổ nhiều hơn. Thôi đi dì ơi, con không muốn ức hiếp người lớn tuổi đâu. Trời ơi, con không thương dì hả? Dì không thể nào sống chung một nhà với cái bà đó được. Tiến ơi, con giúp dì nghe con. Dì ơi, con cũng thương dì lắm chứ, nhưng mà con... Nhưng nhị cái gì? Con giúp dì nghe. Trời ơi, ngày nào mà bà còn đây là dì cứ chiêm bao gặp ác mộng đó. Đi con. Đức Tiến. Được rồi, dì muốn thì con chịu vậy, chứ biết sao giờ. Dì cảm ơn con. Mình có điều gì lo lắng hả? Nghĩ tới thằng Tiến là tôi lại thấy phiền lòng. Nó cứ lông bông như vậy, làm sao tôi có thể yên tâm mà giao sự nghiệp này lại cho nó chứ. Tính nó vẫn còn trẻ con lắm mình à. Mình đừng có phiền giận quá. Mình biểu tôi không phiền sao đặng. Nó 16 tuổi đầu rồi mà chưa làm được chuyện gì ra hồn hết. Học hành thì cũng lôi thôi lết hết. Nó là đứa thông minh sáng dạ, chỉ cần nó chuyên tâm học hành thì nó không có thua ai hết mình à. Đó, tôi phiền là phiền cái chỗ đó đó. Phải chi nó khờ khạo thì tôi đành chịu. Xét kỹ lại, đều là lỗi tại em hết đó mình à. Sao lúc nào bà cũng nhận lỗi về mình hết vậy? Nếu từ lúc Đức Tiến còn nhỏ, em không sợ mang Tiến là mẹ ghẻ con chồng, thì em đã dạy dỗ nó nghiêm khắc hơn rồi. Cũng vì em muốn lo cho bản thân mình mà em đã nuông chiều nó. Thật ra không phải tôi muốn đổ thừa, nhưng xét kỹ lại, người nuông chiều dung dưỡng cho Đức Tiến làm những thói hư tật xấu chính là chị Trang. Thì hồi đó, mỗi lần bị phát hiện dung dưỡng cho Đức Tiến làm điều xấu thì chị Trang đều khóc lóc là vì thương cháu mồ côi. Tôi không chịu nổi khi nghe nhắc lại cái chết của em Thảo, nên cứ nhắm mắt cho qua. Tôi đã nghĩ kỹ rồi mình à. Bây giờ tôi phải chấn chỉnh lại, cho dù muộn còn hơn không. Mình định làm gì? Trước mắt tôi sẽ mời thầy về nhà giải lại cho nó. Kiến thức của nó kém cỏi so với bạn bè, mình có ép nó tới lớp nó cũng không theo kịp ai, rồi càng đâm ra chán nản rồi bỏ học. Em đồng ý với mình. Một khi con nó đã chịu học thì nhận thức của nó sẽ được khai thông, thì chắc chắn nó sẽ thay đổi cách hành xử. Phải không mình? Con nhỏ này làm mình tức điên lên được. Không thể tiếp tục sống như vậy được nữa.
sao? Không thể nào ngồi yên chờ thằng Đức Tiến được, bắt buộc phải ra tay thôi. Cho dù mày có là ai đi nữa, tao cũng phải ra tay thôi. Nè chị Lụa, chị Lụa. Dạ. Chờ tôi với. Dạ cô quản gia kêu tôi. Bây giờ tôi qua bên làng bên để mua ít tre về cho mấy đứa nhỏ nó sửa cái chòi sau giường. Chị đi chung với tôi, đặng chị vác tre về phụ tôi nghe. Dạ, dạ cô. Ừ, thôi đi lẹ lẹ đi, ở nhà công chuyện còn đang đang đê đê. Dạ. Chị Tám, má con đâu rồi chị Tám? Má con á, biết ông bà chủ thích ăn nấm mối, mới sáng sớm cầm thúng qua làng bên hái rồi. Vậy mà má không cho con theo. Con không có theo được đâu. Bà quản gia lệnh cho con trong buổi sáng nay phải xay hết mớ gạo kia kìa. Vậy con đi xay nha. Con kêu thằng Tửng phụ con nghe. Dạ. Mỏi chân quá à, thôi nghỉ mệt một chút rồi đi tiếp. Dạ cô quản gia nghỉ. Đi có một chút à, mà sao mồ hôi mồ kê không vậy? Đi rửa mặt, rửa tay, rửa chân đi rồi đi tiếp. Dạ cô. Phải sợ nữa rồi. Mày được tránh tao. Tao đã nhắc nhở nhiều lần rồi, tại mày không chịu nghe lời tao thì ráng chịu. Thiếu gì nơi để đi. Ai biểu má con mày cứ bám vô nhà này hả? Cho dù mày có là ai thì cũng đừng có trách tao nghe chưa. Má con về chưa? Chưa con. À, đi hái nấm mối từ sớm. Phải về rồi chứ. Lấy cớ đi hái nấm để trốn việc nhà chứ gì. Cái thứ như mấy người tôi còn lạ gì nữa. Dạ chị Lụa siêng năng lắm, không dám trốn việc đâu cô quản gia. Chắc chị ghé đâu có việc á, chút chị về là biết mà. Ông bà chủ hiền lành nhân đức quá, riết rồi mấy người lờn mặt. Muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, tự tung tự tác,
không còn biết kiêng nể ai hết. Má con không phải như bà quản gia nghĩ đâu. Đã rõ ràng như vậy rồi mà mày còn ráng cãi hả? Đi hái nấm mối mà hết cả buổi sáng chưa chịu về. Tao nói như vậy là oan ức cho má mày lắm sao? Có khi má con xảy ra chuyện gì đó không hay. Con xin phép bà quản gia cho con đi tìm má con. Trời đất ơi. Ê, tao chưa cho phép mày đi mà. Cái nhà này riết rồi loạn hết rồi. Đi làm việc đi. Dạ. Ngọc Bích. Ngọc Bích. Ngọc Bích à. Ủa, có chuyện gì mà chạy vội vàng vậy? Tôi đi kiếm má tôi. Sáng sớm má tôi nói qua làng bên hái nấm, tới giờ chưa thấy về nữa. Tôi qua làng bên hỏi thăm rồi mà không ai thấy má tôi hết á. Ờ, hay má Bích có người thân nào ở đây không? Má Bích có khi nào ở quanh đây á? Má bọn tôi đâu có ai thân thích đâu. Tôi lo ổng à. Bích đừng lo lắng quá, chắc không sao đâu. Thôi bây giờ mình chia nhau đi tìm đi. Bích đi tìm hướng này nha. Tôi đi hướng này. Thôi tôi đi hướng này, Bích đi hướng này đi. Tôi đi hướng này. Nó về kìa. Chị hỏi chuyện nó đi. Để tôi. Mày nói cho bà biết đi, tại sao má mày đi hái nấm mà tới giờ này vẫn chưa về? Hai má con mày tính trốn việc phải không? Bà chủ ơi, con xin bà chủ đừng phiền trách má con. Con biết chắc là đã có chuyện gì xảy ra với má con, chứ không đời nào má con đi đâu mà không xin phép. Thôi thôi được rồi, bà hỏi rõ để sai bầy trẻ đi kiếm má con, chứ đâu có phiền trách gì đâu, con đừng có lo. Dạ con cảm ơn bà. Con đã tìm khắp nơi rồi mà không thấy. Thiệt tình con sợ lắm bà ơi. Nè con bình tĩnh lại đi con. Con nghĩ kỹ lại coi, má con á có nhắc tới người quen nào ở gần đây không? Dạ không. Má con không có quen biết nhiều. Ngọc Bích, em đừng có lo quá, sẽ không sao đâu. Chị nhớ hồi nhỏ chị từng té xuống mương, nhưng cuối cùng ba chị cũng tìm ra chị. Không sao đâu em, bình tĩnh đi. Con à, má con có biết bơi không? Dạ. Ngọc Bích, con phải nhớ lời má dặn. Tất cả mọi chuyện về ba má, nếu ai hỏi gì, con phải nói ngược lại hết. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Dạ. Má con không biết bơi. Quỷ, mày dẫn tao đi đâu vậy? Sáng giờ mày có nghe nói ai chết trôi không vậy? Thằng khùng, mày hết chuyện giỡn sao tự nhiên mày giỡn ba chuyện này vậy? Nghe ớn mày. Ê Nam, có phải cái nón lá đang trôi không vậy? Ừ đúng rồi, cái nón lá kìa. Mày lội xuống lấy lên cho tao đi. Trời, tao tự nhiên bắt tao lội xuống dưới lấy vậy? Thì mà thôi lấy giùm tao đi. Thằng quỷ này chơi gì kỳ vậy? Đó, nó nhìn tao nhanh lên. Lội ra đó đi. Nhanh lên trôi, nó trôi mất bây giờ. Nhanh lên. Đem vô đây cho tao. Từ đây cho tao. Nè, nón lá của mày nè. Ê, 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 còn tao nữa chưa mày? Tao quên.
Anh uống nước đi nè. Sao? Có chuyện gì mà em vui tủm tỉm cười vậy? Có chuyện gì đâu. Đừng có giấu, nhìn là biết rồi. Khai thiệt đi. Sao? Vụ của bà Lụa có dính líu gì tới em không? Làm gì có liên quan tới em chứ. Có thiệt không đó? Anh thấy nghi ngờ lắm mà nghe. Em là người muốn bà ta biến mất khỏi đây mà. Thì đúng là em luôn muốn điều đó, nên em nhờ anh với thằng Tiến giúp đỡ. Nhưng mà cả hai đều chưa làm được gì bả, thì huống hồ gì em. Trời ơi, má con về rồi. Má ơi, chị Tám ơi, má con về rồi. Má ơi. Má có sao không má? Má không sao, không sao. Má không sao thiệt hả? Má không sao đâu mà. Thôi má vô thi rồi đi má. Ê Đức Tiến, mày đi đâu vậy? Mày bị sao vậy? Mày đi về đi, cảm ơn mày. Nhưng mà mày bị ma nhập sao rồi trời? Mày lo thân mình trước đã. Đức Tiến, dì Lụa không sao rồi nè em. Con chỉ giỏi làm lớn chuyện thôi à. Cậu con vợ, chuyện xảy ra như thế nào chị nói cho mọi người biết đi. Dạ thưa bà, dạ lúc tôi đi qua cầu á, tự nhiên tôi say sẩm mặt mày rồi té xuống sông. Trời, vì không biết bơi mà. Dạ cũng tại không biết bơi á cho nên tôi bị uống nước quá chừng. Mà ơn trên độ nghe cô, vừa uống nước no cái tới hồi bất tỉnh cái có người vớt tôi lên. Vừa tỉnh lại một cái là tôi xin về nhà liền. Bà chủ tha lỗi cho tôi nghe. Ôi lại trời, chị được cứu sống như vậy là may mắn lắm rồi. Còn nói phải cái gì nữa. Con đi pha ly trà gừng cho má con uống đi. Dạ. Thôi không có gì đâu chị. Dạ cô quản gia. Tại sao? Dạ cô quản gia muốn hỏi gì? Bà đừng có giả điên nữa. Tôi hỏi tại sao bà lại không nói sự thật cho mọi người biết. Dạ tôi cũng đâu có nói dối, chỉ là tôi không muốn mọi người biết lúc đó cô quản gia cũng có mặt, mà lỗi cũng tại tôi. Thiệt tình là lúc đó tôi bị chóng mặt rồi té xuống sông. Tôi biết cô quản gia không muốn dính líu nên tôi không có nói. Bà ta thiệt không biết mình cố ý sao? Cũng phải, lúc đó mình làm y như thiệt còn gì. Cái gì vậy Bích? Cái gì vậy con? Con kéo má ra đây làm cái gì? Má, má nói thiệt cho con biết đi, má gặp chuyện gì đúng không? Thì má có chuyện gì đâu. Má biết bơi, má bơi rất là giỏi nữa. Má gạt con. Má vì gặp tía con á nên phải chạy trốn. Má gặp tía con hả? Mà nè, con đừng có lo, má trốn kỹ lắm. Tía con không có lận ra má con mình đâu, đừng có lo nghe. Má đó, má có biết con lo sợ lắm không? Bích ơi. Hả? Con vô coi dì Tám kêu cái gì kìa. Đi vô mau đi con, đi đi. Dạ, để con vô nha má. Ừ.
Bà ta muốn giết mình thiệt rồi. Cho dù ra sao, mình cũng phải ở lại đây. Nhất định phải ở lại đây. Anh trả lời cho em biết đi, tại sao phải làm cái chuyện như vậy? Không cần phải hỏi, cứ nghe theo lời của anh đi. Nếu như muốn nắm trọn cái gia sản của căn nhà này trong tay, đó bà muốn làm gì thì làm đi, tôi sẽ trừ vô tiền công. Cho dù bà quản gia có trừ hết tiền công của má, má cũng vui lòng. Được ôm chiếc áo của con vào lòng như vậy, má thấy ấm lắm. Ấm lắm con ơi. Như là má được ôm con trai của má vậy. Mày là cái thứ đàn bà vô dụng. Cưới mày về bao nhiêu năm, mày có đẻ đặn cho tao được đứa nào không? Phải chi mà mày đẻ cho tao được thằng con trai để nối dõi tông đường thì tao đâu có buồn. Tao đâu có mượn rượu giải sầu như vậy. Ông à, tôi có tội với ông nhiều lắm. Rất nhiều lần tôi muốn nói cho ông biết về con trai của mình, nhưng mà tôi không thể. Tha tội cho tôi. Nhất định tôi sẽ nghĩ cách để đưa con về lại với ông. Nhất định là vậy. Dì nói gì có chuyện quan trọng muốn nói với con. Dì nói đi. Từ từ, chờ dì một chút. Dì, dì ngó gì vậy? Ba má con với chị hai con đi ra ngoài rồi, dì đừng có lo. Con không có biết cái gì hết á. Cảnh giác thì vẫn hơn chứ. Nè, đi qua đây ngồi đi, dì nói chuyện cho nghe. Đi, đứng lên. Cái gì hả dì? Lát nữa ba má con về, con phải xin ba là để cho con phụ giúp kiểm tra sổ sách, nghe không? Hả? Sao tự nhiên bắt con làm đó vậy? Thôi con không làm đâu, mệt lắm. Mệt cũng phải làm. Nhưng mà tại sao? Con đừng có quên, má ruột của con phải hy sinh cả tánh mạng để cái nhà này có người nói giỏi. Cho nên con phải là người thừa kế duy nhất.
nếu như con không coi sóc gì tới sổ sách hết, có khi má con nó tuồn bớt của cải đi, rồi tới lúc đó biết làm sao. Dì nói vẫn chơi hoài, tuồn là tuồn làm sao? Ruộng đất thì nó nằm ở đó, chứ có phải tiền cắt đâu mà muốn tuồn là tuồn. Trời, thì tức cái thằng này ghê á. Sao mà con khờ quá vậy? Bộ con tưởng ba con chỉ có nhiêu đó điền đất thôi đó hả? Đó chỉ là của nổi thôi. Trời ơi, của nổi thì ai cũng biết. Nhưng còn của chìm, của chìm thì sao? Của chìm là gì vậy? Đây nè, mỗi năm á, quê lợi của nhà mình rất lớn. Bây giờ có ăn xài phủ phê cách nào á, cũng không tới một nửa. Giả lại, ba con là người có chừng mực, không bao giờ ba con tiêu xài hoang phí. Thì con nghĩ đi, cái số dôi ra mỗi năm, tính từ đó tới nay là bao nhiêu? Còn nữa, đây nè, dì nghe nói chồng tương lai của Ngọc Thủy sắp về nước rồi đó. Rồi á, hai đứa nó sẽ làm đám cưới. Rồi đám cưới xong á là mở cái bệnh viện. Dì nghi ngờ má lớn của con là to nhỏ với ba. Không chừng toàn bộ của chìm là sẽ đưa hết cho vợ chồng chị hai con. Không có đâu. Cho dù má với chị hai con có ý đồ đó thì ba con cũng không thể nào đối xử với con như vậy được hết. Trời ơi là trời. Nói con khờ đúng là không sai. Nè, con đừng có quên, ở đời này á, đàn ông khó qua được ải đàn bà. Vì biết là ba con thương con, nhưng nếu như mà má con còn sống thì con cứ việc yên tâm, con nằm gác chân con làm cậu ấm. Nhưng ở đây thì má con chết rồi. Má lớn con á, thì lúc nào cũng kè kè một bên. Dì nói thiệt nghe, mưa dầm thấm lâu. Đó, con coi trong mấy cái vở tuồng á, thì con cũng thấy rồi. Trời ơi, thế mà ông vua ổng thương bà vợ nào á, thì ổng đưa con của bà đó lên ngai vàng. Chính vì lẽ đó, cho nên ngay từ bây giờ, con phải coi sổ sách của ba con. Con phải nắm rõ tài sản của ba con là bao nhiêu. Nhưng mà con đâu có biết cái gì đâu mà đòi coi sổ sách hả dì? Con không phải lo gì hết. Dì đã tính toán hết cho con rồi. Chỉ cần trước mặt ba con cố gắng như là đang học hỏi. Còn mọi chuyện sau đó cậu được sẽ làm giùm con hết. Nè nghe, cậu được giỏi mấy cái chuyện tính toán lắm. Con yên tâm. Được rồi, con sẽ làm theo lời dì. Còn nữa, chưa đâu. Thôi, như đó thôi dì ơi, con nhức thôi đầu lắm rồi con, đó. Ráng đi, nhức đầu cũng phải nghe. Trước mặt của má lớn con nhất định phải giữ vững vị thế của mình. Nếu có cơ hội, con phải luôn nhắc nhở cho họ biết con mới chính là người thừa kế. Nghe chưa? Không biết rồi. Coi kìa, mới nói có chút xíu à mà đã mặt nặng mặt nhẹ với tôi rồi. Thôi qua bển đi, nói hết rồi đó. Tôi cũng mong là cậu chủ giữ đúng lời hứa, không gây khó dễ cho Ngọc Bích nữa. Anh đừng có lo, mấy ngày qua cậu chủ không có gây khó dễ gì cho tôi hết á. Nghe vậy tôi mừng lắm. Nói thiệt, bữa đó thấy Ngọc Bích đấu thắng cậu chủ vậy á, tôi hả dạ ghê lắm á. Nhưng mà về nhà cả đêm tôi ngủ không được, tôi sợ cậu ấy sẽ kiếm cớ trả thù Ngọc Bích. Anh lo cho tôi giữ vậy sao? Tôi cũng không biết sao tôi lo tới mức đó. Nào giờ tôi là đứa dễ ngủ, hễ đặt lưng xuống là ngáy o o à. Vậy mà
Đêm hôm đó tôi trằn trọc tới sáng. Tôi thiệt là may mắn khi có anh làm bạn. Có những chuyện buồn bực mà tôi không thể nào nói cho má tôi nghe được, vì sợ má tôi lo buồn. Nhưng mà từ lúc có anh á, lúc nào anh cũng lắng nghe tôi hết. Cho nên mỗi lần mà gặp anh á, tôi thấy nhẹ lòng ghê lắm. Tôi cũng vậy. Tôi rất vui khi được kết bạn với con Bích. Chỉ tiếc là tôi không làm được gì cho Bích hết. Trời, anh làm cho tôi quá trời chuyện luôn, mà cứ nói là không làm được gì cho tôi hết. À, mà bữa đó Ngọc Bích làm tôi ngạc nhiên dễ sợ luôn á. Sao Bích tài dữ vậy? Anh có muốn học bắn ná không? Tôi dạy cho. Ừ, muốn. Tôi bắn dở ẹc à. Ngọc Bích dạy cho tôi nha. Không được rồi, tôi quên. Má tôi cấm là không được đụng vô vàng ná. Tôi mà đụng vô á hả, má tôi không giận mặt tôi luôn á. Tặng cho Bích nè. Trời, dễ thương quá à. Anh tặng tôi hả? Con Sáo này rất là khôn nha. Cô đem về nói chuyện với nó cho vui. Bây giờ mới chỉ là khởi đầu mà thôi, chờ thêm một thời gian nữa. Khi nào mà ông Lâm giao hẳn việc sổ sách cho thằng Đức Tiến, thì lúc đó anh sẽ giở trò. Tiền của ông Lâm sẽ lặng lẽ chảy vào túi của mình. Em đó, chuẩn bị mai túi ba gan đi là vừa rồi. Bà kia, bà vào phòng tôi đúng không? Dạ đúng rồi. Tôi có làm gì sai hả cậu? Ai cho bà để đồ của tôi lộn xộn vậy hả? Dạ tôi chỉ sắp xếp lại cho nó gọn thôi mà. Xếp gọn gì mà cậu? Mà xếp vậy làm sao tôi kiếm đồ của tôi hả? Bộ mày tính đập hết nguyên cái nhà này đúng không? Cái gì vậy, đưa đây. Trời ơi, đọc sách hả? Đòi làm tiểu thơ hả? Tao nói cho mày biết hả? Mày phải biết cô hoàng gia. Không ơi, mày ở đó thì nó ở đỡ mà. Phải khi hôm đó tôi không đem nó về nhà. Thôi, Ngọc Bích đừng có buồn nữa. Đâu phải lỗi của Ngọc Bích đâu. Tôi không ngờ là cô chủ lại ác độc đến mức như vậy. Bộ điếc hả? Hả? Có điếc không? Tôi đi cọc 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 vậy mà bà không nghe. Dạ tôi xin lỗi. Dạ. À, cái kiểu này là mày ghét tao, mày không ưa tao nên mày mới muốn quét tao ra khỏi cái nhà này đúng không? Dạ không có cô. Dạ tôi không dám. Dạ tại vì tôi lỡ tay thôi hà. Dạ tôi xin lỗi cô. Lỡ tay hả? Lỡ tay á? Lỡ